Nếu thắng một trận với tỷ số 10-0, bạn sẽ hủy diệt một đội bóng. Nhưng nếu thắng 10 trận với tỷ số 1-0, bạn sẽ đè bẹp cả giải đấu. Đó là câu nói kinh điển của Jose Mourinho về triết lý thực dụng và chiến thắng bằng mọi giá, từng giúp người đặc biệt gặt hái vô số vinh quang, trong đó cả kỷ nguyên được cho là thành công nhất ở MU sau thời Sir Alex Ferguson. Như sợi dây liên kết của số phận, Man United trong cơn khủng hoảng của triều đại hiện tại đang mon men tuân theo triết lý chiến thắng 1-0 để sinh tồn. Mọi nỗ lực trong việc tìm ra đấu pháp của Ten Hag như đi vào ngõ cụt. MU lầm lì thắng những đối thủ yếu theo cách thọt tim và như vỡ vụn trước những gã khổng lồ. Có chăng đã đến lúc thầy Mười nên dẹp bỏ cái sĩ diện lối đá tấn công áp đặt, pressing tầm cao mà ông từng tuyên bố sẽ áp dụng, thay vào đó là xây dựng cho Quỷ Đỏ một lối đá gai góc hơn, thực dụng đúng với người tiền nhiệm Jose Mourinho. MU lúc này cần gì cái mắc trình diễn đẹp đẽ, thứ họ cần là điểm số và chiến thắng. Ten Hag còn thiếu quá nhiều yếu tố để tạo nên một MU cầu kỳ về mặt đấu pháp. Hiệu quả nhất lúc này là cách đá phòng ngự phản công đơn thuần để hướng đến chiến thắng theo cách bất chấp. Chúng ta chưa thể xác nhận hoàn toàn Erik Ten Hag có đang tuân thủ những gì Mourinho đã từng quan niệm về chiến thắng hay không. Nhưng nếu nhìn vào 6 điểm sau 2 trận đấu gần nhất tại Premier League mà MU giành được, chiến thuật 1-0 sẽ là con đường sáng lạn nhất để cứu vãn tình hình Quỷ Đỏ vào lúc này. Khi MU thua tan nát trước Man City với tỷ số 0-3 ngay trên chính sân nhà Old Trafford, chúng ta thấy rõ họ đang nhập nhằng trong đấu pháp, phòng ngự phản công cũng không phải, mà đôi công cũng chẳng rõ ràng. Vậy nên Man City dễ dàng tìm ra lỗ hổng để tung đòn vỗ mặt Quỷ Đỏ. Nên nhớ, chính chất thực dụng đã giúp Jose Mourinho và phần nào là Ole Gunnar Solskjaer hạ gục Man City hùng mạnh không ít lần dưới thời Pep Guardiola. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, Ten Hag nên hiểu hơn với những gì mà ông có trong tay và phải thừa nhận một sự thật cay đắng rằng triết lý tấn công điên cuồng trong lúc thầy Mười áp dụng ở Ajax chẳng thể nào lồng ghép được vào tập thể MU hiện tại. Điểm chung của hai chiến thắng của Man United trước Fulham và Luton gần đây đều ghi nhận màn trình diễn không quá xuất sắc của thầy trò Ten Hag, hoặc nói đúng hơn là chật vật và chỉ được quyết định bởi các màn tỏa sáng cá nhân. Công bằng mà nói, yếu tố thành bại của Quỷ Đỏ đã không được định giành bằng triết lý rõ ràng nào, cụ thể là lối đá pressing tầm cao, phát triển bóng từ sân nhà như Ten Hag từng hứa hẹn. Về mặt đấu pháp, có thể chiến lược gia người Hà Lan sẽ chẳng hài lòng với cách đội bóng của ông giành lấy 3 điểm trường cả đội bóng yếu. Nhưng nếu suy xét một cách tường tận, thầy Mười cần tìm hiểu thứ quan trọng nhất đối với MU lúc này là gì. Đương nhiên không phải là cố chấp theo chế đúng đấu pháp rồi bất chấp kết quả. Giữa cơn bĩ cực của hiện tại, điểm số vẫn là phạm trù quan trọng nhất. Thực tế đã chứng minh, với từng ấy con người trong tay, Ten Hag không thể triển khai lối đá thời thượng như lời ông đã từng hứa hẹn rằng mình sẽ vượt qua Pep Guardiola và Jurgen Klopp. Đã đến lúc MU cần thực dụng hơn, thậm chí là phản bóng đá để có được kết quả ưng ý. Hoàng đế Frank Beckenbauer từng nói một câu nổi tiếng: kẻ mạnh chưa chắc đã thắng, nhưng kẻ chiến thắng đích thị là kẻ mạnh. Vậy nên khi áp dụng triết lý đầy lạnh lùng của người Đức vào Quỷ Đỏ, điều tiên quyết vẫn là 3 điểm trước khi nghĩ đến chuyện có chơi đẹp mắt hay không. Trong bối cảnh MU vẫn đang bị tác động bởi nhiều vấn đề nội tại như bão chấn thương, cầu thủ vướng kỷ luật hay sự rối ren của tình hình chuyển giao, Quỷ Đỏ thậm chí còn cần phải phát huy tối đa chiến thuật 1-0 hơn nữa để ngăn chặn tình trạng sụp đổ giữa lúc tương thành của họ đang trở nên mong manh nhất. Đi sâu vào yếu tố con người để chỉ ra, MU với dàn nhân sự lúc này chỉ thích hợp với lối đá phòng ngự phản công và đặt kết quả lên hàng đầu. Đầu tiên là đánh thẳng vào mặt trận tấn công. Marcus Rashford, Anthony và Garnacho đều cho thấy sự chệch choạc khi phải đối diện với quân số dày đặc của đối phương. Ở thế trận, MU nằm ở cửa chủ động. Đây đều là những mũi nhọn phù hợp hơn với cách chơi chuyển trạng thái thật nhanh để thực hiện các đòn hồi mã thường, chứ không hề chuẩn chỉ khi lắp ghép vào mặt trận xuyên phá lô cốt phòng ngự. Đã rất nhiều lần ở mùa giải năm nay, chúng ta thấy những pha đi bóng cực tối của Rashford, sự non nớt từ Garnacho hay độ chán trường và bế tắc phát tiết ở cái chân Compa Anthony. Rõ ràng, khi các nhân tố này chưa đủ lực để triển khai lối đá khoan phá trực diện, cách tốt nhất là đặt họ vào thế phản công nhanh. Thời điểm quân số trong tình huống hãm thành sẽ ít nhiều mang đến thuận lợi. Ngoài ra còn cả trường hợp của Bruno Fernandes, đây là mẫu nhạc trưởng của những pha chuyển trạng thái. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chưa bao giờ làm tốt khâu tạo nên sự đột biến trường một chiếc xe buýt 2 tầng được đối thủ dựng lên. Thế mạnh của thủ quân MU chỉ được phát huy cao nhất khi mà đội nhà trước phòng ngự phản công, thời điểm mà khoảng trống thường lộ ra nhiều hơn sau mỗi lần đối phương mất bóng. Mặt trận tấn công thiếu sức sống khi Ten Hag đẩy mạnh lối chơi áp đặt là nguyên nhân cho thấy kiểm soát bóng thôi là chưa đủ. MU còn quá thiếu những nhân tố tạo đột biến, những nhân tố đủ sức xuyên phá mọi bức tường thành kiên cố.
Vậy nên thay vì cố gắng chứng minh thực lực bằng cách vận hành bằng tốc độ và các pha lên bóng cầu kỳ, Quỷ Đỏ chỉ cần làm tốt ở khâu phản công mỗi khi giành lại được bóng là quá đủ. Hãy nhớ lại hàng công dưới thời Mourinho. Đó là một dàn hỏa lực đầy tính thực dụng với những cái tên không phải là siêu sao đẳng cấp thế giới. Từ Ibrahimovic khi ấy đã lớn tuổi, người đặc biệt sẵn sàng để hàng công chơi thấp và tích cực hỗ trợ tuyến sau. Nhưng chỉ cần có thời cơ, hàng công ấy luôn biết cách tạo nên sự khác biệt với các pha tổ chức hồi mã thường chớp nhoáng. Đó là công thức thành công không thể xem thường. Một công thức đã giúp Mourinho trở thành huấn luyện viên giành nhiều danh hiệu nhất trong kỷ nguyên thời hậu Sir Alex Ferguson. Giờ đây, chẳng có lý do gì để Ten Hag còn giữ sĩ diện mà cứ chấp niệm về một hàng công trong mơ của chính ông. Đúng, Højlund là nhân tố đầy triển vọng, nhưng về mặt tổng thể, mặt trận hỏa lực của MU còn thiếu quá nhiều về yếu tố con người để vận hành lối đá kiểm soát và áp đặt một cách trơn tru nhất. Với Quỷ Đỏ, hàng công tốt không nhất thiết phải hủy diệt đối thủ. Hàng công tốt về mặt kết quả là phải biết ghi được những bàn thắng mang tính định đoạt trận đấu. Ten Hag hoàn toàn có thể học hỏi Mourinho, lấy hàng thủ làm nền tảng cho lối chơi. Ở mặt trận phòng ngự Quỷ Đỏ vào lúc này, Harry Maguire đã là cái tên chơi xuất sắc và lên đồng nhất. Kể từ ngày cởi bỏ băng thủ quân, trung vệ sinh năm 1993 đích thị là hòn đá tảng đúng nghĩa, chuẩn chỉ trong công tác bảo vệ khung thành Onana, tích cực tham gia luân chuyển bóng và thậm chí là ghi bàn quyết định. Với cái đà của Maguire, cộng hưởng với sự tròn vai của Lindelof, hay chất thép bổ trợ từ McTominay hay Amrabat, Ten Hag có thể đảm bảo đội chắc chắn ổn định nơi phần sân nhà. Như lời của Mourinho trong triết lý 1-0, muốn thắng đối thủ, trước tiên phải không để bị thủng lưới, và khi có bàn thắng, hãy làm tất cả để bảo vệ nó. Với một đội hình có quá nhiều khuyết điểm như MU hiện tại, phòng ngự phản công chứ không gì khác chính là chân ái đối với đội bóng này. Dù vậy, Ten Hag cần làm tốt ở công tác tư tưởng các học trò, biến họ trở thành một khối thống nhất và biết nghe lời. Dưới thời Mourinho, MU là một tập thể đầy tinh thần chiến đấu và có sự trung lưng đấu cật. Vậy nên Ten Hag muốn tạo nên được dấu ấn khởi sắc thì trước tiên cần triệt tiêu mọi trường hợp ương ảnh như Jadon Sancho ra khỏi tập thể. Đương nhiên, Man United không thể cứ bám trụ với cách đá chờ đợi thời cơ rồi tung đòn quyết định cho những chiến thắng tối thiểu. Triết lý 1-0 chỉ là phương án chữa cháy để cứu vớt sự khánh kiệt của câu lạc bộ chủ sân Old Trafford. Muốn phục hưng thành công, vương triều của Ten Hag cần phải sống. Vì vậy, với Erik Ten Hag, MU cần chất chiêu từng điểm số với tôn chỉ chiến thắng bằng mọi giá, từ đó mới có hy vọng về tiến trình phục sinh sắp tới ở câu lạc bộ.